chào mọi người. Gần Tết rồi, các bạn đã chuẩn bị gì cho Tết chưa? Riêng Thiên Thư thì năm nay mình đã chuẩn bị Tết trễ hơn mọi năm rất là nhiều. Và nhân dịp này mình sẽ quay lại một cái nhật ký cho mọi người xem mình đã chuẩn bị được gì để mà đón Tết năm 2023 nhé. Và bây giờ thì mình đang đứng trước Tupacatu, là một cái shop mà mình đi mua đồ, cái kiểu mà mấy cái ngày lễ chúc Tết hay là ngày Tết rồi đó thì mình thấy rất là hợp ở đây, cho nên là mà chị hai thấy cái mẫu này hay thích em hơn nè. Này nè. Nó có mấy cụm dây á, nhìn rất là hay. Sau khi thử thì mình thấy là có cái áo nó rất là ok. Mình thấy là quần này với mình thì nó hơi lùn, với lại nó hơi rộng nữa. Chắc là sẽ lấy cái áo này ha. Nhìn rất là ngoan luôn á. Thôi bây giờ mình sẽ đi xem thêm vài mẫu và để mà cân nhắc thêm. Mình mới đi tập về và đây là cái cảnh tượng mà mình đã thấy. Cái phòng của mình nó không ra cái phòng nữa các bạn ơi. Gần Tết rồi, mình phải dọn lắp cái phòng này thôi. 1, 2, 3, fuck it. Khi mà tặng quà vào ngày sinh nhật cho mình thì thực sự là mình không muốn quăng, các bạn chị Nhung sẽ hiểu cho mình. Mình đã lấy một cái ý tưởng và đề co lại hết luôn cái góc này, các bạn thấy nó xinh không? Mình lấy cái tranh bên kia qua đây luôn. Tại cái góc này thì cái góc sẽ là góc đựng ảnh nè và tranh của mình. Ở dưới đây là đựng bông tai và chip. Ta-da! Và đây là nail đón Tết của mình. Rất là đặc quá luôn. Mình làm 1 tiếng đồng hồ, trong 1 tiếng đó mình đã uống 2 ly xăm dưới sữa. Mình rất là mê xăm dưới sữa ở đây các bạn. Mình làm cái bộ nail này ở Lappy Nail. Và đây là tổng thiệt hại của mình. Đây ngoài nước ngọt ở đây nè. Thường là truyền thống nha, nên là đến Tết sẽ mua rất là nhiều thùng nước ngọt về. Nhưng mà năm nay thì mình định mua lắm thôi. Mua kiểu là ít. Về mình có thể thích uống vầy luôn. Cái này là kem nè. Kem Việt quá. Đúng rồi. Hương kem. Các bạn ơi, mua cái đồ uống của mình thích nhất của là có 6 chai ở đây, là hai chị em mình đã mua hết 3 chai. Đến hôm nay đến thì vẫn còn 3 chai thôi. Bạn mình sẽ lấy hết 3 chai. Cái này nó ngon lắm. Ok, bây giờ hai chị em mình sẽ ra tính tiền. Theo phong tục là phải mua bao lì xì mỗi năm, cho nên là bây giờ bà phải lên mua bao lì xì.